Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với kênh Khám phá Huyền bí. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi video của ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, thời tiết cực đoan là kiểu thời tiết khắc nghiệt, trái mùa xảy ra bất thường và bất ngờ và không thể dự đoán. Trong những năm gần đây thì một số sự kiện khắc nghiệt xảy ra là do hiện tượng ấm lên toàn cầu do con người gây ra. Và hậu quả của nó gây ra thì bạn biết rồi đấy, rất là khó lường. Ví dụ như thiệt hại về mạng người, hệ sinh thái hay là khu du lịch thì rất khó để định giá và quy đổi thành tiền. Và hôm nay mời quý vị và các bạn hãy cùng chứng kiến những hiện tượng thời tiết cực đoan từng được camera ghi lại cùng với Khám phá Huyền bí qua video của ngày hôm nay. Đứng ở vị trí thứ 10 là con tàu trong bão. Không có đất liền gần đó để giúp chuyển hướng hoặc chặn gió mạnh, biển có thể là một trong những nơi nguy hiểm nhất khi có bão. Mặt nước có thể nổi lên thành những đợt sóng mạnh, khiến các con thuyền không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cố gắng điều hướng theo cách của chúng. Đôi khi, điều đó là không thể và đoàn thủy thủ chỉ đơn giản là phải giữ lấy mạng sống. Đoạn video này được ghi lại trên một phương tiện phản ứng khẩn cấp và cứu hộ khi nó đang trên đường giúp đỡ một con tàu bị nạn ở vùng biển phía Bắc vào tháng 12 năm 2011. Con tàu gặp phải một cơn bão đã tấn công mọi thứ trên đường đi của nó với sức gió đo được tương đương bão số 12 trên thang độ Bunford và con tàu bị kẹt ngay giữa nó. Bạn sẽ làm gì nếu phải đối mặt với tình huống này? Thứ 9. Gió mạnh ở sân bay Lisbon. Di chuyển bằng đường hàng không chắc chắn là cách thuận tiện nhất, thoải mái và nhanh chóng nhất để di chuyển trên những quãng đường dài và hiện nó đã được thiết lập đến mức an toàn hơn nhiều so với bất kỳ phương thức vận tải nào khác. Thông thường khi bay ở độ cao, bạn có thể bay qua bất kỳ cơn bão nào, nhưng khi đến thời điểm hạ cánh, không có lựa chọn nào khác ngoài việc bay qua nó. Lý tưởng nhất là khi các phi công có thể dành thời gian để thực hiện cách tiếp cận cuối cùng, nhưng với lượng nhiên liệu hạn chế và lịch trình phải tuân theo, họ thường phải cố gắng hạ một chiếc máy bay với những luồng gió cực mạnh thổi qua đường băng. Đoạn video này được ghi lại vào năm 2006 khi một chiếc Airbus A321-200 đang cố gắng hạ cánh xuống sân bay Lisbon ở Bồ Đào Nha và bạn sẽ thấy mọi thứ trở nên rất đáng sợ đối với mọi người trên máy bay. Ui, sợ quá, sợ quá. Sau khi đung đưa dữ dội từ bên này sang bên kia với đôi cánh gần như chạm vào được băng trước khi các bánh răng hạ cánh thì các phi công buộc phải ngừng hạ cánh trong lần thử này và bay vòng vòng để thử lại. Vị trí thứ 8, tàu chở hóa chất trên biển. Mặc dù có nhiều lựa chọn về cách vận chuyển hàng hóa trên khắp thế giới, nhưng nếu bạn vận chuyển số lượng nhiều, giải pháp tiết kiệm nhất vẫn là sử dụng thuyền. Điều này đặc biệt đúng nếu bạn đang xử lý các vật liệu nguy hiểm, vì mọi thứ trên tàu dễ quản lý hơn nhiều so với máy bay. Nhưng điều này có nghĩa là thủy thủ đoàn phải đối mặt với nguy hiểm cao độ bất cứ khi nào họ gặp bão trên biển. Đây là LPGC Vanir, một tàu chở hóa chất đang đi vòng quanh bờ biển Bồ Đào Nha thì gặp phải một trường hợp thời tiết xấu có thể trở thành một cơn bão. Với những con sóng cao hơn 9 mét thì tất cả những gì thủy thủ đoàn có thể làm là lái con tàu theo hướng của những cơn sóng và hy vọng những điều tốt đẹp nhất. Thật ngạc nhiên là họ đã đến đích đúng giờ mà không bị hư hỏng hay mất hàng, nhưng nếu họ có ít kinh nghiệm đi biển thì mọi thứ có thể sẽ dễ dàng kết thúc trong thảm họa. Và tiếp theo là sóng thần trên sông băng. Ở cực Bắc và cực Nam, trong hàng triệu năm thì khối lượng nước khổng lồ đã bị giữ lại dưới dạng băng. Nhưng do các quá trình tự nhiên cũng như hiện tượng ấm lên toàn cầu, nên các tảng băng và sông băng này đang vỡ ra thường xuyên hơn 3 giờ hết và kết quả gần như không thể tin được. Tìm tên nếu là được! Ví dụ như sông băng nằm trên rìa của một vịnh hẹp ở Greenland và các tảng băng trôi cao tới 900 mét. Chúng quá lớn để có thể trôi đi trong vịnh hẹp tương đối nông và thường sẽ ở lại các vùng nương nông trong nhiều tháng hoặc thậm chí là nhiều năm trước khi chúng vỡ ra và trôi đi. Nhưng sự kiện ban đầu chứng kiến chúng tách biệt khỏi sông băng mới là điều ấn tượng nhất. Okay. Đôi khi chúng rơi xuống nước với sức mạnh tới mức có thể gây ra sóng thần cao tới 4,8 mét. Và sẽ tốt hơn bạn không ở khu vực gần đó khi điều này xảy ra vì nó đảm bảo sẽ phá hủy mọi thứ trên đường đi của nó. Vị trí thứ 6, bão trên biển Baltic. Biển Baltic nối liền với Đại Tây Dương và là vùng nước trải dài vào châu Âu giữa Na Uy, Phần Lan và Thụy Điển ở phía Bắc và Đức, Đan Mạch và Ba Lan ở phía Nam.
do các quốc gia xung quanh nó, bao gồm Nga, Estonia, Latvia và Lithuania, cũng như nó là đường kết nối Đại Tây Dương với phần còn lại của thế giới. Đó là tuyến đường thương mại cực kỳ quan trọng và là tuyến đường được tàu bè qua lại trong nhiều thế kỷ. Tuy nhiên, do vị trí ở phía bắc của nó, đây cũng là một khu vực dễ xảy ra các trận dông bão nghiêm trọng, dẫn đến thiệt hại của vô số tàu thuyền và người trong những năm qua. Các hiện tượng thời tiết có thể phát triển hầu như không có bất kỳ cảnh báo nào, và mặc dù các thiết kế tàu hiện đại có khả năng phục hồi tốt hơn nhiều, nó vẫn có thể là một trải nghiệm đáng sợ đối với tất cả mọi người có liên quan. Bố mày đang nói thật. Đoạn phim này được ghi lại từ chuyến phà Regina Seaway vào năm 2019 từ cảng Klaipėda của Lithuania đến Kiel ở Đức, và như bạn đã thấy, họ đang ở trong một chuyến đi bão tố. Thứ 5, bão Imogen. Vào đầu tháng 2 năm 2016, thì cơ quan thời tiết của Anh, văn phòng MET, đã đưa ra cảnh báo trên toàn quốc về một cơn bão sắp xảy ra chỉ còn vài ngày nữa sẽ đổ bộ vào đất liền. Được đặt tên là bão Imogen, với tốc độ gió lên đến 48 km/h, tương đương với sức phá hoại của một cơn bão lớn. Nó mạnh hơn nhiều so với dự đoán và có khả năng gây ra thiệt hại lớn. Khi cơn bão đang tiến đến từ hướng Tây Nam, từ bên kia Đại Tây Dương, thì khu vực đầu tiên ở Anh bị ảnh hưởng là Cornwall, nơi có lịch sử những ngôi nhà được xây dựng dọc theo bờ biển để tận hưởng quang cảnh ngoạn mục trên bờ biển. Tuy nhiên, thì mọi thứ trở nên rất khác đối với cư dân trong vài ngày sau đó. Khi cơn bão gây ra những con sóng mạnh đập vào bờ biển và gây ra thiệt hại ước tính hàng triệu đô la. Và tiếp theo là câu cá trong bão. Các đại dương trên thế giới vô cùng khó đoán, trong khi bề mặt có thể tĩnh lặng và yên bình trong một khoảnh khắc, một cơn bão có thể bất ngờ di chuyển đến mà không có bất kỳ cảnh báo nào. Đối với ngư dân thì đây là một rủi ro của công việc, bởi vì các nguồn cá tốt nhất thường là nơi nước sâu nhất, xa đất liền và là nơi dễ hứng chịu những thay đổi nhanh chóng của thời tiết, cũng như ở xa hơn nhiều để các tàu có thể tiến hành cứu hộ nếu họ gặp khó khăn. Bạn chỉ có thể thực sự biết cảm giác này như thế nào nếu bạn tự mình lên một trong những chiếc thuyền này khi có bão. Cái chuyện này bình thường. Nhưng video vẫn có thể làm tốt công việc cho bạn thấy thực tế có thể trở nên khắc nghiệt như thế nào. Chiếc tàu đánh cá Santama này đang làm việc ở Đại Tây Dương vào tháng 12 năm 2010 và những con sóng bắt đầu làm nó chao đảo từ bên này sang bên kia. May mắn thay, trong dịp này, một con tàu khác, Grampian Avenger, đã ở gần đó và sẵn sàng hỗ trợ nếu cần. Thứ ba, mưa lớn ở sân bay. Đó có thể là một trải nghiệm đau khổ khi ở trên máy bay trong một trận mưa xối xả. Bạn thường sẽ được an toàn nếu bạn đang ở nhà ga sân bay trước khi lên chuyến bay hoặc đã tìm cách xuống máy bay đúng lúc. Nhưng mọi thứ không diễn ra chính xác như mong đợi tại sân bay Luton ở Anh vào năm 2019, khi cơn bão bên ngoài trở nên mạnh đến mức mưa tràn vào cả bên trong nhà ga sân bay. Cơn bão đã khiến hầu hết các chuyến bay bị hủy cho đến ngày hôm sau, và điều này có nghĩa là có nhiều người trong nhà ga hơn bình thường. Họ phải cố gắng tìm một nơi an toàn, nhưng với những vũng nước hình thành xung quanh họ và các phần trần nhà sụp xuống, thì nhiều người cảm thấy không còn nơi nào để đi và chỉ đơn giản là phải chịu đựng nó. Thứ hai, con tàu buồn trong bão. Hiện nay thì có khoảng 90% hàng hóa được vận chuyển trên khắp thế giới bằng tàu biển, có hơn 53.000 tàu container đang hoạt động. Với lịch trình dày đặc phải tuân thủ thì họ không thể để điều kiện thời tiết khắc nghiệt làm chậm trễ và thường phải đối mặt với những điều tồi tệ nhất mà mẹ thiên nhiên mang đến. Vịnh Biscay nằm giữa Pháp và Tây Ban Nha là một cửa biển mà tàu bè thường đi qua để tránh phải đi qua đại dương rộng lớn. Nhưng nó nổi tiếng với thời tiết khắc nghiệt mà đôi khi có thể giống như một cơn bão. Vào năm 2009, một con tàu buôn 12.000 tấn đã phải đối mặt với tình trạng thời tiết xấu với những con sóng khổng lồ tương tự như trong một cơn bão mạnh cấp 10. Đứng ở vị trí đầu tiên trong danh sách này là gió trên núi Elbrus. Leo núi là môn thể thao phổ biến đối với những người muốn thử thách thể chất và tinh thần, và có rất nhiều đỉnh núi để leo trên khắp thế giới cho mọi người ở mọi khả năng. Tất nhiên, nổi tiếng nhất là hành trình leo lên đỉnh Everest, nơi những người leo núi phải đối mặt với thời tiết khó lường, các hang động ẩn và không khí cực kỳ loãng.
Nhưng trong những năm gần đây, việc này đã trở nên dễ dàng hơn nhiều nhờ sự hỗ trợ của các hướng dẫn viên địa phương và các công nghệ mới. Những người muốn thách thức thực sự đang tìm kiếm nơi khác, và một trong những thách thức nhất là núi Elbrus cao 548,7m ở Nga. Đó là một ngọn núi lửa không hoạt động, là ngọn núi cao nhất ở châu Âu và lần đầu tiên được leo thành công vào năm 1829. Có một số tuyến đường leo núi được coi là dễ dàng và an toàn, đặc biệt là có cáp treo và thang máy có thể đưa bạn đi lên dễ hơn, nhưng những người leo núi có kinh nghiệm có thể chọn thực hiện một trong những đường dốc phức tạp hơn. Và dọc theo những tuyến đường này, họ có thể gặp phải những cơn gió cực mạnh thổi qua các ngọn núi chỉ với một vài phút cảnh báo trước. Khi sương mù và tuyết bị cuốn theo gió, lựa chọn duy nhất là gồng mình lên và giữ nguyên vị trí cho đến khi nó qua đi, có thể là vài phút hoặc vài giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi hết video. Nếu có nhận xét góp ý hay bất cứ câu hỏi nào thì đừng ngại ngần cho chúng mình biết trong phần bình luận bên dưới. Và để nhận những thông báo mới nhất từ kênh Khám Phá Huyền Bí thì quý vị và các bạn hãy nhấn nút đăng ký kênh màu đỏ và hình quả chuông ở bên cạnh nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.